Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi. Đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi. Quyển Thế giới mới tuổi thơ số 56. Ngày 22. Bằng chứng Chúa sống lại. Kinh Thánh Côrintô nhất đoạn 15 câu 3 đến câu 10. Câu ghi nhớ: Côrintô nhất đoạn 15 câu 10. Chúng ta cùng đọc chung với nhau hai lần câu kinh ghi nhớ này nhé. Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác. Nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Bây giờ chúng ta cùng mở Kinh Thánh ở trong Côrintô nhất đoạn 15 câu 3 đến câu 10 nhé. Sách Côrintô nhất đoạn 15 từ câu 3 đến câu 10. Chúng ta cùng đọc chung với nhau. Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh, và Ngài đã hiện ra cho Cê-pha, sau lại hiện ra cho 12 sứ đồ. Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em xem thấy. Phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. Đoạn Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ đồ. Rốt lại, sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem như cho một thai sanh non vậy. Vì tôi là rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác. Nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời ở cùng tôi. Câu ghi nhớ chúng ta ở trong câu số 10, chúng ta cùng tô màu câu ghi nhớ của chúng ta nhé. Nhưng tôi nay là người thế nào? Là nhờ ơn Đức Chúa Trời và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác. Nhưng nào phải thôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Chúng ta cùng đọc chung lại với nhau câu gốc một lần nữa nhé. Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác. Nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Chúng ta xem trang bài tập. Trong phần tìm hiểu: khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài đã hiện ra cho những ai? Em điền chữ cái còn thiếu. Chúng ta có chữ S và chữ B. Bây giờ chúng ta xem lại Kinh Thánh coi Chúa Giêsu đã hiện ra cho ai nhé. Ở trong câu số 5: và Ngài đã hiện ra cho Cê-pha, sau lại hiện ra cho 12 sứ đồ. Chúng ta thấy có Cepha. Cepha là một tên khác của Phi-e-rơ. Cepha 12 sứ đồ. 12 sứ đồ là 12 người học trò của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu kêu gọi họ để họ theo Chúa. Nghe Chúa giảng dạy,
phụ giúp Chúa và Chúa dạy dỗ cho họ và để họ sau này đi truyền giảng tin lành, tiếp tục công việc của Chúa Giêsu trên đất. Rồi chúng ta đọc tiếp xem Chúa Giêsu hiện ra cho ai nữa nhé. Câu số 6. Rồi đó cùng trong một lần Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em xem thấy. Hơn 500 anh em xem thấy. Và chúng ta có ở đây 500 anh em. Ngày nay mà chúng ta xem có những người bình luận trên Facebook hay là trên Zalo nói là có 500 anh em thích, 500 anh em like gì đó, là người ta lấy cái từ này ở trong Kinh Thánh đó. Chúa Giêsu đã hiện ra cho hơn 500 người xem thấy. Câu số 6, câu số 7. Đoạn Ngài hiện ra cho Gia-cơ rồi cho các sứ đồ. Rốt lại sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem như cho một thai sanh non vậy. Tôi ở đây là Phao-lô. Như vậy chúng ta thấy rằng Chúa đã hiện ra cho Gia-cơ và cho Phao-lô. Cho Gia-cơ. Gia-cơ. Và cho Phao-lô. Trước khi gặp Chúa, ông Phao-lô là người bắt bớ hội thánh, nhưng khi ông gặp Chúa tại thành Đa-mách, Chúa đã biến đổi ông và khiến ông trở nên sứ đồ của Ngài. Chúng ta thấy đây, đây là cái hình ảnh của Phao-lô. Phao-lô là một người học rất là giỏi. Ông học với cái bằng cấp bây giờ là tương đương với tiến sĩ luật. Và ông làm ở trong tòa công luận. Ông được quyền bắt bớ những người tin theo Chúa Giêsu. Và ông tin Đức Chúa Trời ở trong Kinh Thánh Cựu Ước. Và ông nghĩ rằng Chúa Giêsu không phải là Chúa cứu thế, và những người theo Chúa Giêsu cũng không phải là những người tốt. Cho nên ông bắt bớ, ông đánh đập, ông bắt bỏ tù và giết hại những người tin theo Chúa Giêsu. Một ngày kia ông đi đường bắt bớ những người khác thì Đức Chúa Trời hay là Chúa Giêsu đã hiện ra với ông, và chúng ta thấy có một cái ánh sáng từ trên trời chiếu xuống, và Sao-lơ đã bị té xuống khỏi ngựa. Ông đang cưỡi con ngựa và ông bị té xuống. Mắt ông khi nhìn thấy ánh sáng của Chúa và mắt ông bị mù, không còn thấy đường nữa. Và ông nghe ở trong cái đám mây ánh sáng đó có tiếng phán rằng: hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Ông hỏi rằng: lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa nói rằng: ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ đây. Như vậy thì ông đã sợ quá và ông nói rằng: Chúa ơi, con phải làm gì đây? Chúa Giê-xu nói rằng: ông hãy đi vào trong thành và sẽ có người cầu nguyện cho ông và hướng dẫn cho ông những điều phải làm. Và chúng ta thấy sau này Sao-lơ đã được Chúa đổi tên thành Phao-lô và trở thành một người truyền giảng tin lành rất là hiệu quả, mở ra rất là nhiều hội thánh, gây dựng nhiều người và giúp mọi người có niềm tin nơi Chúa Giê-xu. Nhận biết. Ông Phao-lô nhận biết đời sống ông được thay đổi là nhờ ơn của Chúa, và ông biết ơn Chúa dùng cả cuộc đời mình để rao giảng tin lành. Đời sống một người tin Chúa được thay đổi chính là bằng chứng Chúa Giê-xu đã sống lại. Và trong phân đoạn Kinh Thánh này, Phao-lô đã nói rằng Chúa Giê-xu thực sự đã sống lại. Chúa Giê-xu hiện ra cho nhiều người và trong đó có hiện ra cho tôi nữa, trong cái sự kiện ông bị té và Chúa hiện ra ở đây. Và ông nói rằng đời sống của ông được thay đổi là nhờ Chúa, là đấng đã thực sự sống lại và thay đổi đời sống của ông từ một người xấu trở nên một người tốt để truyền giảng tin lành của Chúa. Trong phần thực hành,
Em đặt đức tin nơi sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Em xin Chúa biến đổi cuộc đời em đẹp lòng Ngài. Và chúng ta có lời cầu nguyện. Xin Chúa giúp con thay đổi những điều xấu trong đời sống con. Trong đời sống con trở nên những đức tính tốt, để bạn bè thấy Chúa thật đã sống lại. Chúa thật đã sống lại. Con tin rằng Chúa đã sống lại để ban cho con sự sống mới. Chúa đã sống lại để ban cho con sự sống mới. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện nhé. Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời yêu thương con. Con tin rằng Chúa đã sống lại để ban cho con sự sống mới. Xin Chúa giúp con thay đổi những điều xấu trong đời sống con trở nên những đức tính tốt, để bạn bè thấy Chúa thật đã sống lại ở trong con. Con cảm ơn Chúa. Con thành tâm cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Cảm tạ Chúa vì bài học này, chúng ta biết chắc rằng Chúa đã sống lại, và bằng chứng Chúa sống lại đó là đời sống chúng ta được thay đổi. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em một ngày mới. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo nhé.